Tôi tưởng đâu là cá tháng tư không á mấy bà, ai đời nữ đại gia nghìn tỷ đòn Di Băng mà ăn ba cái kẹo thạch rẻ tiền này đâu. Sau khi mà tôi ăn xong rồi á thì tôi mới biết lý do tại sao á bà đòn Di Băng bà lại mê mẩn cái kẹo thạch này. Không chỉ mê mẩn không đâu, tôi thấy bà còn khen lấy khen để nữa, mua cho mấy đứa nhỏ con của bà ăn nữa mấy bà. Cái này là kẹo thạch trái cây, tôi mua một combo 5 bịch này á hơn 100 cảnh xíu à mấy bà. Nếu mà tính ra thì một bịch kẹo thạch này á là chỉ bằng một ly trà sữa Cúc Long thôi hả mấy bà. Trời ơi, tao nói nha, một bịch này á có tới mấy chục cục lận, hơn 300 gram lận á mấy bà. Cái này á là kẹo thạch trái cây, trong cái kẹo thạch này nè có tới 15% nước cốt trái cây lận. Bởi vậy khi mà mình cua cái túi này ra nha, nó cực kỳ thơm mùi trái cây luôn mấy bà. Cái mà tôi thích nhất á là cái kẹo thạch này á, khi mà mình xé cái túi nha, cái nước của nó văng văng ra cực kỳ thơm mùi trái cây luôn. Cái kẹo thạch trái cây này á là khi mà mình ăn nha, mình cảm giác nó dai dai, nó giòn giòn, nó sực sực giống như là mình đang ăn rau câu vậy đó mấy bà. Mỗi một bịch kẹo như vậy á thì sẽ có 3 vị luôn, vị đào, vị ổi với lại là vị cherry. Nhưng mà thiệt sự là tôi cực kỳ thích vị ổi luôn mấy bà. Cái mùi thơm của nó cực kỳ luôn. Mỗi một vị á thì nó sẽ có một cái mùi thơm trái cây riêng, nó không có giống nhau. Ai mà đã từng ăn qua cái kẹo thạch dai dai rồi á thì chắc chắn sẽ biết tới cái loại kẹo thạch này nè, ăn nó cũng tương tự giống như vậy á mấy bà. Kẹo thạch này á khi mà mình ăn á thì cái cảm giác nó giòn giòn sực sực nè, dai dai, rồi nó thơm mùi trái cây nữa. Bởi vì ăn không có bị ngán xíu nào hết trơn á. Cái bao bì ở ngoài thì cực kỳ dễ thương và cute luôn. Là người lớn á tôi còn cực kỳ thích nữa, nói làm chi mấy đứa nhỏ. Thay vì á mấy bà cho tiền mấy đứa nhỏ vô trường á mua kẹo ngoài trước cổng trường không rõ nguồn gốc á thì mấy bà mua cái kẹo thạch này nè về cho mấy đứa nhỏ đi học á, mấy bà bỏ trong cặp hoặc là ở nhà mấy cái ngày nghỉ á, cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Thì nói kẹo ăn nhiều quá thì cũng không có tốt, cho ăn vừa phải vừa đủ thôi nha mấy bà. Mà được một cái á là cái kẹo này nè hạn sử dụng tới tận 1 năm lận, bởi vì lần nào tôi mua á tôi cũng mua luôn cái combo 5 bịch á cho nó rẻ tiền á mấy bà.